Xin chào và trở lại chương trình của The LV News. Chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào một bài có gọi là bình luận, là xã luận để cảnh báo hay là thức tỉnh chúng ta. Mặc dù Tổng thống Trump là người chiến thắng rõ ràng trong cuộc tranh biện lần đầu tiên, cuộc tranh biện sớm nhất trong lịch sử của nước Mỹ, trong tất cả những tranh biện Tổng thống. Nhưng mà sự chiến thắng này cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu mà thật sự đảng Cộng Hòa không thực hiện cái chính sách tính minh bạch của cái lá phiếu và không thực hiện những chính sách phải làm cái lá phiếu quý vị được kiểm và chống lại sự lận cái lá phiếu của đảng Dân Chủ, giống như trường hợp của 2020. Cái điều quan trọng vào cuối ngày 5 tháng 11 là ứng cử viên nào đi bỏ phiếu trực tiếp hay là nhiều qua trên. Sau một tuần lễ chuẩn bị biệt lập, ông Joe Biden gần như đã thắt cổ chính trị vào đêm thứ năm trong cuộc tranh biện tổng thống đầu tiên. Ông đã phải vật lộn đi đưa ra những câu mạch lạc với Tổng thống Trump tại một thời điểm đã nói với người điều phối rằng ông không chắc chắn Biden đang cố gắng nói cái gì. Và trong khi ông Trump đã có một màn trình diễn điềm tĩnh mạnh mẽ, đảng Cộng Hòa không thể cho rằng màn trình diễn thăm dò và tranh luận của họ sẽ đủ chiến thắng vào tháng 11 này. Đảng Cộng Hòa phải giữ cái lập trường của mình trong hoạt động bỏ phiếu, tức là phải thúc đẩy vấn đề bỏ phiếu. Sự thăm dò ý kiến cũng chẳng mang ý nghĩa gì nếu mà thật sự cái lá phiếu không được trình bày vào ngày 5 tháng 11 sắp tới đây. Màn trình diễn của Biden làm rung chuyển bộ máy cánh tả, với cánh tả lo lắng rằng ông không thể là ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Biden đã dành cả điên nói lan man, nói lắp bắp, nói dối ít nhất 20 lần. Khi không nói gì, ông đứng hoàn toàn há hốc cái mồm của ông ta. Tờ báo Politico đưa tin, đảng Dân Chủ đã phát loạn vì màn tranh luận của Biden. Biden sẽ bị loại. John King của CNN cho biết, phải có một cuộc nói chuyện với Tổng thống Biden sau đêm nay, trong khi Van John cho biết ông Biden nên cân nhắc thực hiện một hướng đi khác ngay bây giờ. Bất chấp những phản ứng lo lắng, nếu cái đảng Cộng Hòa tự mãn với chiến thắng, rất có thể hoạt động buôn bán cái phiếu bầu của đảng Dân Chủ có thể đưa một ứng cử viên yếu như ông Biden đến đích. Đảng Dân Chủ đã dành nhiều năm để tạo ra hoạt động bỏ phiếu tinh vi trên những thực địa, từ nỗ lực vận động bỏ phiếu sớm đến thu nhập cái lá phiếu. Những tiểu bang dao động như Pennsylvania, cái đảng Dân Chủ của tiểu bang này đã hợp tác với chiến dịch tranh cử của Biden để thành lập hơn một chục phòng tập trung về vấn đề tổ chức các buổi đào tạo cho tình nguyện viên, vận động khởi động các sự kiện tuyển dụng tình nguyện viên. Theo tờ báo Pennsylvania Capital Star, đây là một động thái mà thật sự cái đảng Cộng Hòa đã từng nói là chúng ta cần phải cẩn thận và đã ghi nhận cái động thái ma thuật này. Đó vẫn là động thái vẫn có thể mang cho Biden một chiến thắng tiếp sau nếu đảng Cộng Hòa quá tự tin về màn trình diễn ấn tượng của Tổng thống Trump có thể giúp ông Trump giành được sự ủng hộ của những cử tri dao động. Một cuộc thăm dò vào tháng 5 của tờ báo New York Times cánh tả cho thấy ông Trump dẫn trước Biden ở 5 tiểu bang chiến trường. Ở một số tiểu bang, khoảng cách dẫn trước của Tổng thống Trump so với Biden đã thu hẹp đôi chút trong số những cử tri có khả năng bỏ phiếu và những cử tri ghi danh, cho thấy ông Trump có thể hưởng lợi từ việc tiếp cận của mục tiêu đến những cử tri ghi danh, nhưng có thể không có kế hoạch bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 sắp tới đây. Sân chơi này đã chín mùi, để cho Tổng thống Trump sử dụng những nỗ lực ghi danh cử tri của mục tiêu để giành được nhiều phiếu bầu hơn. Một cuộc khảo sát gần đây của Campaign Now đã phát hiện, tại những tiểu bang chiến trường như Wisconsin và Michigan, hai tiểu bang mà ông Trump chỉ dẫn ông Biden 0.1%. Có những cử tri đảng Cộng Hòa chưa ghi danh, có khả năng muốn được ghi danh trước cuộc bầu cử. Cuộc khảo sát ước tính cho thấy 311.206 cử tri đảng Cộng Hòa chưa ghi danh có khả năng tại Wisconsin và 581.173 cử tri đảng Cộng Hòa chưa ghi danh tại tiểu bang Michigan. Cái quy mô khảo sát còn nhỏ, nhóm chỉ nhận được 300 cái phản hồi liên hệ với hàng ngàn cử tri chưa ghi danh.
Nhưng John Connor của campaign nào đã khẳng định kết quả khảo sát cho thấy một cơ hội để trương trác và chiến dịch tổ chức bảo thủ cần coi cái việc hỗ trợ những cử tri đó là hoàn toàn ưu tiên. Đó là một tình cảm mà tôi nghe được ở Pennsylvania. Tại đây một sự kiện của đảng Cộng hòa để đào tạo những người theo dõi cho cuộc bỏ phiếu. Andy Mahan, người sáng lập cơ sở của tổ chức Right for Buck, đã tập trung vào cuộc vận động cử tri từ quận Buck, đã nói với tôi rằng, tức tác giả, tổ chức của ông đang nỗ lực rất nhiều và muốn có nhiều sự chỉ đạo hơn từ chiến dịch của Trump. Và chỉ hơn một tháng trước, Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa hầu như không có hoạt động thực địa nào tại tiểu bang dao động quan trọng. Các nhà lãnh đạo cơ sở địa phương đã nói với tờ báo The Federalist. Thế có nghĩa rằng tôi nghĩ cuộc campaign của Tổng thống Trump phải reflect lại những cái lời này của họ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là cử tri sẽ bỏ phiếu cho tháng 11, guarantee. Và đảng Dân Chủ rất là ma mảnh về điều này. Tụi nó có thể giật cái lá phiếu từ người chết mà. Sau màn trình diễn thảm bại của Biden, chắc chắn sẽ có một sự thèm muốn. Không chỉ trong số cử tri có ghi danh hoặc là chưa ghi danh theo hướng đảng Cộng hòa, mà còn những cử tri độc lập. Thậm chí có thể những đảng Dân Chủ đã vỡ mộng, cho dù đó là màn trình diễn có chừng mực của Tổng thống Trump hay là trình diễn tệ hại khiến cử tri chuyển sang Trump thì cũng không có quan trọng. Cái quan trọng là vào ngày 5 tháng 11, họ có cầm cái lá phiếu của họ để bỏ trực tiếp hoặc bỏ qua thư hoặc là bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử hay không. Và đó là bản tin đầu tiên trong chương trình của The LV News. Chúng ta trở lại bản tin tiếp theo. Đó là bản tin tiếp theo trong chương trình của ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ tập trung về by the way, có người đưa ra cái bình luận rằng là Gavin Newsom thật sự là người chiến thắng được cuộc tranh luận Trump và Biden. Chính xác luôn, khi mà thật sự chúng ta thấy cái thị trường cá độ ông Newsom từ 2% tăng lên 9.7%. Thống đốc cực tả của tiểu bang California đã dành 1 giờ trước cuộc tranh luận vào đêm thứ năm trong phòng truyền thông để cổ vũ cho một tổng thống mà ông biết mình có thể sắp thay thế ổng trong tương lai, có thể là 4 năm hoặc là 4 tháng nữa. Đây chính là nó, Gavin Newsom nói với phóng viên. Trong sự kiện vàng nhắm vào Tổng thống Trump, đây là một chủ nghĩa tự do đối với chủ nghĩa phi tự do. Newsom nói điều này trên thực tế khiến tôi tỉnh táo và hy vọng người Mỹ cũng như vậy. Nếu mà thật sự người Mỹ mà tin tưởng cái thằng Newsom này đó, giống như tiểu bang California, một đám đầu bò nó tin tưởng đảng Dân Chủ và Newsom đó. Nhìn lại tụi nó đi, cuộc sống thì vất vả, làm việc thì không có dư giả. Và tất cả mọi thứ đều rất là tệ hại với thời của Gavin Newsom. Vấn đề an ninh, an toàn, vân vân. Tuy nhiên, cái điều đáng lo ngại hơn là người đương nhiệm 81 tuổi này bước trên sân khấu và thể hiện sự lú lẫn của mình. Đây là một số tiêu đề mà người Mỹ thức dậy vào sáng thứ Sáu. New York Times thật đáng sợ, các cử tri của đảng Dân Chủ lo lắng về những khó khăn của Biden trong cuộc tranh luận. Washington Post, đảng Dân Chủ hoảng sợ về màn ảnh tranh luận của Biden và nghi ngờ tương lai cho Biden. Politico, đảng Dân Chủ phát hoảng về màn ảnh, cái màn tranh luận của Biden, Biden sẽ bị nướng chín. Tờ báo Newsweek, chiến dịch tranh cử của Trump đã nhanh chóng tận dụng Newsweek là Biden vấp ngã trong cuộc tranh luận. 6 khoảng khắc làm tổn thương cho Biden. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã nhanh chóng tận dụng cái thành tích kém cỏi của Biden, một quảng cáo nêu bật những khoảnh khắc tồi tệ nhất của họ. Và đây là khoảnh khắc tệ hại. Khoảnh khắc rất tệ hại, và tôi mời quý vị xem cái khoảnh khắc này trong một cái tài khoản account của And Wokiness. Both of us, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, we find housing for Black Americans, the impact of on the choice, the idea that they're gonna, I've been proposing that everybody, they pay
The millionaires pay 1%. 1%. So no one after, I would not raise the cost of Social Security for anybody. I got my handicap, which when I was vice president, down to a 6. And wants to get away with, get rid of the ability of Medicare to, for the ability to, for the us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. No one was hurt. No one Israeli was accidentally killed, and it stopped. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. Kinh hoàng. Sau khi cuộc tranh luận kết thúc, John King của CNN đã ghi nhận sự hoảng loạn sâu sắc và lan rộng rất dữ dội đang nhấn chìm đảng Dân Chủ. Nó bắt đầu từ vài phút cuộc tranh luận, vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, ông King nói. Nó liên quan đến các nhà chiến lược của đảng, nó liên quan đến các quan chức được bầu, nó liên quan đến những người gây quỹ và đang họ thảo luận về hiệu suất của Joe Biden. Họ cho là vô cùng tệ hại. Một số cuộc trò chuyện, ông John King nói thêm, bao gồm chúng ta đến tòa bạch ốc và yêu cầu ông Biden từ chức không. Những câu chuyện đó, những câu trò chuyện khác là liệu đảng viên đảng Dân Chủ nổi tiếng có nên công khai lời kêu gọi đó không? Tất nhiên đang chờ đợi. Trong cánh gà là vị thống đốc 56 tuổi của tiểu bang California. Để bảo đảm tận dụng cơ hội và lực lượng phát sóng toàn quốc, Newsom ngay lập tức bị các phóng viên quanh gây, kéo dài 90 phút rạng rỡ sau thảm họa của Biden. Kinh hoàng chưa? Thằng Newsom này kinh lắm quý vị. Nó phá banh cái tiểu bang California, vô gia cư bất hợp pháp và nhiều thứ khác nhau, thì cái nước Mỹ này sẽ banh càng với thời của Newsom nữa. Ông có phải là ứng cử viên tiếp theo của đảng Dân Chủ không? Một người đã hỏi Newsom. Thống đốc nói không, người được đề cử chúng tôi là Joe Biden. Newsom lại tiếp tục ngồi với chương trình của MSNBC, tiếp tục giả vờ rằng Biden đủ khả năng nhận thức để đảm nhiệm công việc này. Đừng nói gì đến chiến dịch kéo dài 4 tháng còn lại. Biden, Tổng thống đã thực hiện, Newsom nói, chúng ta cần thực hiện cho ông ấy vào lúc này. Tuy nhiên, Newsom đã dành phần lớn thời gian trong năm ngoái để xếp hàng, chờ người kế nhiệm của Biden, hoặc là 2 năm sau khi rời khỏi dinh thống đốc 2028. Hoặc là ứng cử viên thay thế trong trường hợp khi ông Biden quyết định không tranh cử. Mùa thu của năm ngoái, Newsom đã tham gia cuộc tranh biện trên chương trình của Fox News với thống đốc của đảng Cộng hòa Florida. Ứng cử viên đó là Ron DeSantis, cho cái bảng xem trước của cuộc đua tiềm năng sắp tới. Thống đốc California đã đến Trung Cộng và được sự gật đầu của Tập Cận Bình đại đế để đẩy California và thống đốc trở thành tổng thống của nước Mỹ. Liệu có đảng Dân Chủ có đủ có thời gian để thay thế Biden trong danh sách ứng cử hay không phải là một câu hỏi vô cùng bỏ ngỏ. Cái đảng Cộng hòa sẵn sàng đáp trả bằng những cái vụ kiện chống lại cái nỗ lực 4 tháng trước cuộc bầu cử. Nếu Joe Biden rút lui tại bất kỳ thời điểm nào trước cái đại hội đảng quốc gia của đảng Dân Chủ, thì các đại biểu đảng Dân Chủ sẽ chọn một ứng cử viên mới. Tờ Daily Mail đưa tin tuần trước. Nhưng từ đó họ có thể mong đợi những thách thức pháp lý từ những người Cộng hòa muốn ngăn cản bất kỳ ứng cử viên đảng Dân Chủ nào khác có tên trong cái phiếu bầu của một số tiểu bang nhất định. Chính xác luôn. Mày có thể chọn ông A, ông B là con chó, con mèo. Nhưng mà thật sự những cái tiểu bang khác như là tiểu bang thành trì của đảng Cộng hòa, nó sẽ không bỏ phiếu vào đó. Tại vì pháp lý mà, anh phải có cái tên để cái lá phiếu, chứ đâu phải là anh muốn sọt ai sọt. Nhưng mà cái nền Dân Chủ chứ đâu phải cái nền rác rưởi đâu quý vị. Dự án giám sát di sản sẽ nhắm vào 3 tiểu bang dao động như là Georgia, Nevada và Wisconsin. Nếu mà thật sự ông Biden được thay thế bởi một nhân vật khác. Và đó là gì? Đó là bản tin của chương trình LV News. Bây giờ chúng ta trở lại cập nhật cái bản tin tiếp theo, kính thưa quý vị. Trở lại bản tin tiếp theo là gì? Mấy ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục lùm xùm.
Về cái sự kiện mà tối cao pháp viện đang đảo ngược cái học thuyết Chevron để hạn chế quyền lực của chính phủ liên bang đó, đây là cái bản tin rất quan trọng nha quý vị. Bây giờ tôi trình bày cho nó cụ thể cho quý vị nè. Bản tin này là hạn chế quyền lực của quyền lực ngầm. Cái quyền lực ngầm là cái quyền lực nó không có nổi, tức là nó không được bầu bởi người dân, là nhánh thứ tư đó. Đây là sự kiện quan trọng. Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Bây giờ tôi trình bày cái này cho một số khán thính giả nào mà thật sự vẫn chưa hiểu được gọi là học thuyết Chevron là gì. Tối cao pháp viện đã đảo ngược một học thuyết Chevron về sự tôn trọng một học thuyết tư pháp trao quyền cho công chức mà các nhà phê bình cho rằng dẫn đến sự mở rộng bùng nổ của chính phủ Hoa Kỳ trong những thập niên gần đây. Có nghĩa là công chức trao quyền. Phán quyết mới này sẽ khiến cho các quan chức chính phủ không được bầu, không được qua cuộc bầu cử, gặp khó khăn trong việc tạo ra những quy định mới. Trong nhiều năm qua, học thuyết này đã buộc các thẩm phán phải tôn trọng và chấp nhận các diễn giải pháp lý của các cơ quan liên bang, những người thi hành các luật liên bang mà họ cho là mơ hồ. Tòa bạch ốc của chính quyền Biden cho rằng cái phán quyết này là một quyết định đáng lo ngại nữa để đưa đất nước chúng ta thụt lùi. Thụt lùi cái gì? Đưa nước chúng ta thụt lùi lại, đúng luôn. Bây giờ tôi chấp nhận đúng cái luận điểm thụt lùi lại cái bản sơ khai của người cha đẻ của nước Mỹ chúng ta thành lập. Đó là hạn chế quyền lực của chính phủ. Cái con mụ mà báo chí tờ Bà Đốc, Bà Đốc là một lần nữa, tối cao pháp viện đã quyết định ủng hộ cái nhóm lợi ích đặc biệt, giống như họ tìm cách phá hủy các biện pháp bảo vệ lâu dài đối với nước sạch để cản trở nỗ lực trong một trận đại dịch toàn cầu ngăn chặn việc xóa nguyên văn bỏ nợ sinh viên nặng nề cho hàng chục triệu người Mỹ. Cái con này là con điếm, điếm ngữ. Nếu mà thật sự tụi bay tuyên bố rằng cái nền kinh tế của Biden tuyệt vời thì không có lý do gì tụi bay lại nói rằng là nặng nề cho hàng chục triệu người Mỹ. Nếu mà hàng chục triệu người sinh viên đó mà với kinh tế của Biden bùng nổ thì họ phải kiếm nhiều tiền hơn để trả nợ sinh viên, chứ tại sao phải đi xóa nợ sinh viên? Mâu thuẫn không? Và đó là phán quyết này làm suy yếu khả năng của các cơ quan liên bang để bảo vệ, bên trong việc sử dụng chuyên môn của họ để phục vụ và bảo vệ cho mọi người Mỹ. Họ có cơ quan ngành nhà nước nào mà thật sự bảo vệ phục vụ cho người Mỹ cả? Tụi bay phục vụ cho cái nhóm lợi ích thì có. Giống như Joe Biden bỏ ra 6.000 tỷ đô la là cuối cùng tiền về đâu? Tiền về những công ty lớn và những đại gia, còn chúng ta đang sạch tiền đây. Chánh án John Roberts đã viết cái bản ý kiến đa số trong phán quyết ngày 28 tháng 6. Các thẩm phán, ba thẩm phán của đảng Dân Chủ thì không đồng tình. Cái học thuyết này cung cấp một nền tảng pháp lý cho nhà nước hành chính hiện đại mà các nhà phê bình chỉ trích là một cái nhánh thứ tư bất hợp pháp của chính phủ. Trong mấy chục năm qua, các nhà ủng hộ chính phủ giới hạn, tức đảng Cộng Hòa và Hiến pháp và người cha đẻ của nước Mỹ, đã gây áp lực để bãi bỏ cái học thuyết này. Trong một cái phán quyết mang cái tính bước ngoặt trong vụ kiện Chevron kỳ Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên năm 1984, pháp viện cho rằng mặc dù các tòa án phải thi hành ý định được diễn đạt rõ ràng của Quốc hội, trong đó có tòa án nhận thấy rằng Quốc hội đã không trực tiếp giải quyết cái vấn đề chính xác đang được đề cập, mà luật này không có quy định hoặc là không rõ ràng về cái vấn đề cụ thể đó, thì câu hỏi dành cho tòa án liệu cái câu trả lời của các cơ quan liên bang có dựa trên một cái diễn giải hợp lệ của cái luật này hay không? Những người theo khuynh hướng bảo tồn truyền thống, các nhà hoạch định chính sách của đảng Cộng Hòa từ lâu năm đã chỉ trích cái học thuyết này, cho rằng nó góp phần vào sự mở rộng mạnh mẽ của chính phủ và trao cho các quan chức quản lý không được bầu quá nhiều cái quyền lực để làm những chính sách bằng cách là không cần phải quốc hội. Trong những năm gần đây, tối cao pháp viện đang hoài nghi về thẩm phán, thẩm quyền của các cơ quan quản lý. Chẳng hạn như EPA nó có thể quy định quý vị không được flush cái toilet mỗi ngày bao nhiêu lần. Nó có thể không, nó phải bypass quốc hội, tức là nó không, quốc hội là những người được bầu, thì họ thông qua những cái dự luật
và thành luật, mà trong khi đó thì những cơ quan, cái quyền lực ngầm này họ có thể không cần làm gì cả để vượt qua cái quyền lực của Quốc hội. Những người ủng hộ cho rằng học thuyết Chevron đã trao quyền cho chính phủ liên bang để phục vụ cái lợi ích chung. Trong một cái thế giới ngày càng phức tạp và không cần phải tìm kiếm sự ủy quyền cụ thể từ Quốc hội cho mọi việc cần làm. Phán quyết mới này được đưa ra trong cái vụ kiện liên quan mà Pháp viện đã xét xử vào ngày 17 tháng 1. Relentless kiện Bộ trưởng Thương mại và Lober Prime Enterprise kiện Romando. Vụ Relentless từng nhận được 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, trong cái đó vụ Lober Prime nhận được 6 phiếu thuận và 2 phiếu chống vì thẩm phán Jackson. Vốn bất đồng ý kiến, vụ Relentless đã không tham gia bỏ phiếu trong vụ kiện thứ hai. Vụ kiện này bắt đầu từ năm 2020 khi các cơ quan khí quyển và đại dương của quốc gia Bộ Thương mại đánh bắt cá biển, vụ bộ này đã quy định để báo buộc những công ty phải trả tiền cho những giám sát viên trên tàu của họ, vân vân. Nói chung lại cái bản tin này chúng ta hoàn toàn thấy đó, rất là rõ ràng là những cái thẩm phán hoàn toàn là họ cho rằng là những cơ quan quyền lực ngầm là không có cái quyền ra những cái luật định để áp đặt lên người dân nếu mà đọc sự luật đó không thông qua quốc hội. Ok. Và đó là sự cập nhật của dự án của Chevron, về học thuyết của Chevron. Cái bản tin này rất là dài, nhưng mà thật sự để tôi trình bày cho quý vị, tức là gì, là trong tương lai những cơ quan hành chính sẽ không được quyền áp lực lên người dân nếu mà những dự luật đó không được thông qua quốc hội. Đó là như vậy. Ok, và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News. Những cái quy định nó rất là mất dài nha quý vị. Tôi sẽ về những quy định này nè. Có một bản tin nó cập nhật theo để chúng ta support. Chúng ta support cho cái luận điểm của chúng ta. Có một cơ quan mà chuyên gia quản lý thực phẩm là USDA đó. Chưa chắc cơ quan này tốt nha quý vị. Một nhóm giám sát ngành nông nghiệp hữu cơ của trụ sở tại Wisconsin đã cảnh báo những quy định mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. USDA đang khiến nông dân của Hoa Kỳ bất lợi hơn trước những mặt hàng nông sản nhập cảng vốn có thể được chứng nhận là hữu cơ, với mức độ giám sát lỏng lẻo hơn nhiều và yêu cầu hơn nhiều. Tức là cái tội này nó đang làm tay sai cho Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng sản Trung Cộng, hay là một số các đất nước khác khi mà họ nhập hàng vào nước Mỹ. Nhóm đã yêu cầu Tổng Thanh tra của Hoa Kỳ tiến hành điều tra chính thức việc thực hiện đúng cái quy định về thực phẩm hữu cơ. Organic Eye đã cáo buộc USDA đã phản bội cam kết và yêu cầu pháp lý của Bộ rằng tất cả những thực phẩm hữu cơ đều có xuất xứ từ những trang trại được chứng nhận và kiểm tra độc lập. Kết quả là nông sản nhập cảng rẻ hơn, được giám sát lỏng hơn và có thể bán giá cao hơn với sản phẩm nội địa. Organic Eye đã cho biết cái tình trạng này là 5 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là luật liên bang của Hoa Kỳ và quy định của Quốc hội là các trang trại hữu cơ phải chịu kiểm soát các hoạt động hàng năm. Phạm vi kiểm tra bao gồm, nhưng không giới hạn việc kiểm tra quá trình như là nuôi trồng, thu hoạch, sản xuất, quản lý bao bì sản phẩm, cũng như kiểm tra cơ sở vật chất của trang trại. Nông dân sản xuất sản phẩm hữu cơ của Hoa Kỳ đầu tư cái lượng lớn thời gian và tiền bạc vào việc tuân thủ các quy định này để nhận được cái nhãn chứng nhận hữu cơ, từ đó để bảo đảm cái sản phẩm hữu cơ được sản xuất theo đúng cái hướng dẫn. Thực phẩm nhập cảng thường bỏ qua những thủ tục này do nuôi trồng tự nhiên, thu hái từ môi trường sống tự nhiên ở những khu vực hoàn toàn không có thông số, hoặc được trồng ở các trang trại không tuân thủ tới các quy định này, và những trang trại như vậy được vận hành bởi các nhà sản xuất vi mô, thường là các gia đình, và thu mua tập trung thông qua các nhóm sản xuất đất nông nghiệp quốc tế. Ủy ban tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia đã thông qua các đề nghị chứng nhận cho các sản phẩm nhà sản xuất nông nghiệp 2002. Các giấy chứng nhận theo nhóm này chủ yếu là dành cho những cây trồng nhập cảng như cà phê, chè, là trà, gia vị, cacao và cây cái nhiệt đới không được sản xuất tại Hoa Kỳ.
Luận điểm thứ ba là các tổ chức chứng nhận lớn, chẳng hạn như là Escorts của trụ sở tại Pháp, quản lý và tiếp thị cho các trang trại hoặc đơn vị gia đình có quy mô nhỏ tương đương khác nhau ở những nước đang phát triển. Escorts USA hoạt động như một tổ chức vì lợi nhuận giám sát của khách hàng kinh doanh nông nghiệp tại 130 quốc gia. Tuyển dụng hơn 800 chuyên gia hữu cơ và phục vụ hơn 65.000 khách hàng. Các nhà chứng nhận có thể đến từ bên trong các nhóm nhà sản xuất nông nghiệp và tổ chức này, do đó loại bỏ sự kiểm soát độc lập từ bên ngoài. Luận điểm thứ tư là ông Castell cho biết, có vẻ như các nhóm nhà hoạt động, nhà sản xuất nông nghiệp này không liên kết với nhau theo các địa điểm cộng đồng hoặc hợp tác xã, mà thay vào đó là không tạo thành gì một cái danh sách mà các nhà cung cấp cho một cách chế biến và nhà tiếp thụ cụ thể. Luận điểm thứ năm theo ông là những điều này hoàn toàn trái ngược với những quy định mà nông dân sở hữu cơ của Hoa Kỳ phải tuân thủ trên sân nhà của họ. Cái này nó làm tôi nhớ đến cái thời của Obama. Cái thời của Obama là cái thời mà nó mở cửa cho vấn đề thị trường cổ phiếu IPO của Trung Cộng. Khi mà những công ty lên sàn cổ phiếu của Mỹ không cần phải tuân thủ theo cái vấn đề kiểm toán đột ngột bất ngờ giống như công ty của Hoa Kỳ chúng ta. Trong khi đó, ông Ryan cùng với vợ ông điều hành trang trại tại Florida, nơi họ trồng cái hữu cơ, và nói rằng là những cái quy định của chính quyền Biden làm chúng tôi khó chịu. Với tư cách là nông dân của Hoa Kỳ thực hiện ngành nông nghiệp tốt, chứng nhận hữu cơ đang phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao hơn so với những tiêu chuẩn còn lại của những đất nước khác. Nông dân hữu cơ của Hoa Kỳ phải đối mặt với một thị trường vô cùng hoảng loạn. Khi bà Khoan nói rằng, tôi biết từ nhiều người mua sỉ cái nghề rằng họ đã mua hữu cơ được chứng nhận ở Fiji với giá 65 đô đến 75 đô cho 30 pound. Ông Khoan cho biết đó là 2.5 đô la một pound. Nếu quý vị nhìn cái nghề hữu cơ bất kỳ cửa hàng nào bán với giá là 12 đồng một pound chưa? Lý do mà tại sao chúng ta hoàn toàn thấy tất cả những sự kiện này đang giết chết cái ngành nông nghiệp của nước Mỹ, và đó là cái bước tiếp theo của đảng Dân Chủ và Joe Biden. Và họ đang cố gắng để chúng ta trở nên một cái thế giới ăn toàn là bọ, con trùng. Giống như họ nói rằng là không sở hữu gì cả mà vẫn tiếp tục hạnh phúc. Và đó là chương trình của The LV News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.